Vừa qua chương trình Đại sứ Nhân ái 2019 đã công bố loạt dự án tiêu biểu để khen thưởng và vinh danh. Ngoài kế hoạch xây dựng trường học cho trẻ em vùng cao của doanh nhân Hương Hoàng, tủ sách yêu yêu đương của Minh Hoàng, dự án đám cưới đồng đội cho đồng đội của ca sĩ Lâm Khánh Chi cũng nằm trong danh sách được tôn vinh trong 200 đại dương sơ gửi về chương trình. Lâm Khánh Chi đang thực hiện dự án đám cưới đồng đội cho đồng đội. Giữa tháng 7 năm nay, Lâm Khánh Chi gây lưu ý khi công bố chi hơn 2 tỷ đồng để thực hiện dự án tổ chức đám cưới đồng đội cho đồng đội tại Việt Nam vào đầu năm 2020 tới. Kinh phí dự án được nữ ca sĩ lấy từ chính khoản tiền mà bố mẹ đã tin cậy giao cho cô để thành lập tương lai sau khi lấy y. Theo kế hoạch, nữ ca sĩ chuyển giới và ông làng sẽ tìm hiểu, khảo sát từ đồng đội để lựa chọn ra 10 cặp đôi không phân biệt đồng tính, song tính và chuyển giới có tình yêu, câu chuyện ý nghĩa nhất để cùng tổ chức đám cưới. Với việc bỏ cả công lao và tiền bạc, Lâm Khánh Chi khẳng định mục tiêu duy nhất cô và y hướng tới là sự nhân văn trong đồng đội. Lâm Khánh Chi cũng chia sẻ rằng cô chưa nghĩ đến chuyện xin thêm các tổ chức hỗ trợ, thậm chí sẽ chịu mọi chi phí phát sinh khi thực hiện dự án này. Ông làng ân cần ủng hộ Lâm Khánh Chi làm những công việc hướng tới đồng đội, làng hội, đặc biệt là giới. Khi được vinh danh tại chương trình Đại sứ Nhân ái 2019, Lâm Khánh Chi vẫn khiêm tốn cho biết cô không có ý định biến thành nữ hoàng của đồng đội mà chỉ cảm thấy mình đang có nhiều điều may mắn trong công việc, cuộc sống nên muốn san sẻ với mọi người. Thời gian tới, ngoài tiếp tục các hoạt động bên lề của dự án Tâm Huyết, Lâm Khánh Chi cũng đang ấp ủ thêm nhiều kế hoạch hướng tới đồng đội và duy trì công việc ca hát, kinh doanh.